ở sau lưng là cameraman mới của mình. Cái cảnh hoàng hôn, cảnh hoàng hôn dưới biển Gạch Giá. Nhỏ ngon phát đít. Cứ na không sợ không chết. Chị chào mọi người. Người nó là quay tới gần. Cả nhà mình đang ở đường 3 tháng 2 ở thành phố Rạch Giá mà đang ăn gà rán Jollibee nè. Mẹ mình đang ngồi ở trong đợi đồ ăn, mình thì ra đây quay phim cho mọi người coi. Để mình chụp selfie dài tấm nha. Hoàng hôn dưới biển Gạch Giá. Đi quay thôi.
mình phải nói vậy cho mọi người biết là mình không có vô đây ăn, mình chỉ vô đây quay cho mọi người coi cảnh đẹp thôi. Cái cổng này rồi quay lại là được rồi, chứ không người ta tưởng mình vô quán nữa. Giờ mình sẽ đi lên trên. Ở trên thì có dì của mình đang đợi đó. Tại vì lâu lâu mình mới xuống đây chơi nè, thấy dì dẫn đi chỗ này cho biết ở dưới này cảnh rất là đẹp.
phố Cần Thơ, đường về nhà mình luôn. Trình đến thành phố Rạch Giá của gia đình mình đã khép lại tại đây, và mình cũng được xin dừng video của mình ở đây luôn. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video, và nếu như các bạn thấy hay thì hãy nhớ chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nhớ bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình mình nhé. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.